Ê, máy nổ trên bãi Tân Bình xin chào bà con nghe bà con. Đó, hôm nay mình lên cho bà con cái lô máy nè. Hôm nay bà con mình hỏi máy mới, dòng máy mới, máy xăng ha. Rồi máy bữa nay thì mình về được mấy cái dòng máy là Osaka 6.5 và Osaka 7.5 ha. Đó, 6.5 và 7.5 có thẳng, có tu nhanh và tu chậm luôn ha. Đó, rồi thứ nhất cái thứ hai nữa. Và tiếp theo là đầu Osaka 173 ha. Nó là động cơ L rồi, và đầu và 173 động cơ lốc nằm ha, động cơ lốc nằm là hai cái dòng máy nó chạy dầu ha. Thì bây giờ mình giới thiệu sơ lược cho bà con thôi, còn vô chi tiết thì mình sẽ giới thiệu chi tiết từng con cho bà con mình tham khảo ha. Và tiếp theo một con Osaka, nó sáu một con Osaka 6.5 là bơm nước tưới nước, và một con Osaka 173 là con máy bơm nước tưới nước động cơ dầu ha. Nói chung ra là bữa nay có loại dầu có loại ấy đồ đủ cho bà con mình luôn. Rồi bây giờ tiếp theo đầu tiên thì mình lên cho bà con một cái con này đi. Nó cái con này là con Osaka nè, nó GX 200, nó 6.5 HP, nó con này là cốt thẳng tua nhanh ha. Nó con này giá thành nó rất là rẻ luôn, tại nguyên nhân ở chỗ là máy nổ Nhật Bản Tân Bình, cũng nói thiệt chính tình với bà con luôn. Bởi vì máy nổ Nhật Bản Tân Bình là đại lý phân phối sĩ, nó đại lý phân phối của hãng Osaka ha. Mình là đại lý phân phối của Osaka nên á, là bà con mình mua máy bên máy nổ Nhật Bản Tân Bình, nó thứ nhất là giá thành rẻ, đó thứ hai là được bảo hành bảo trì đàng hoàng ha. Nó mình bán cho đại lý nên bà con cứ yên tâm. Tại nguyên nhân thì mình cũng nói thiệt với bà con luôn, nguyên nhân mình đăng lên mình bán lẻ là nguyên nhân là số lượng hiện tại bây giờ mình bỏ sỉ nó chưa có đủ số lượng cho công ty nó, nên mình đăng lên mình bán lẻ thêm nó, thêm một ít nữa đặng cho đủ được số, đạt được cái số lượng của công ty đề ra nha bà con. Nên á mình bán giá thành máy này tới tay bà con sử dụng rất là rẻ ha. Con này là Osaka 6.5 HP, áo yếm liền lạc ha, đồ đạc của con này rất là dày dặn. Nó nắp xăng của nó là nắp xăng dặn nha bà con, đó nắp xăng dặn, nắp xăng dặn của đời. Nắp xăng dặn này thì nó hay một cái là nó chống được ọc xăng nè ha, rồi tránh được tình trạng rớt nắp mất nắp rồi ha, rất là hay đó. Rồi tiếp theo đến cái phương diện là Osaka thì con này đến từ Đài Loan nha bà con, nó hàng Đài Loan nhập luôn nha, chứ không phải là hàng hàng Đài Loan nào hoàng nha, chứ không phải là hàng của Trung Quốc nha bà con. Bởi vì bà con đừng so bì với máy Trung Quốc mà thị trường đang bán nha. Nó được nhà nước mình công nhận là chuyên gia điện máy nè, nó được công nhận đàng hoàng. Rồi tiếp theo, số seri của nó ha, nó hàng được qua kiểm định đàng hoàng, qua kiểm định nhà nước mình kiểm định đàng hoàng thì ở đây nó sẽ là VXDT nè, 2021312 nè ha, nó trên này nó để chữ là WK1 ha, nó hàng chất lượng nên nó là bán cho bà con mình đó sử dụng ha. Sau lưng nó đóng chữ là da băng Sintac vậy nè ha, nó ốc của nó là con nào con nấy có số seri đàng hoàng hết trơn. Bởi vì hàng chất lượng, hàng nó qua kiểm định đó bà con, lốc máy rất là dày dặn ha, rất là chắc chắn ha. Nó bô rửa là bô đen gam bóng, ở viền ngoài là viền ngoài là viền inox ha. Đó, viền ngoài là chụp viền ngoài là chụp viền inox. Còn là cò OHV. Đó, bình xăng là da băng ha bà ha, số xe ghi bình xăng là hoàng. Hàng chất lượng đó số xe ghi, bô lửa là bô lửa tốt nè. Ha, cò OHV, bô e cũng là bô e tốt ha, hàng này hàng tốt nên chất lượng ha. Nó đặc biệt là mình bán cho bà con cái giá thành rất là rẻ. Thứ nhất bà con mua máy mình mới nổi cho bãi Tân Bình là bao ship tận nhà. Đó, đặc biệt là không cọc ha, không cọc là đối với cái dòng máy nhỏ nha bà con, dòng máy nhẹ nhỏ ha mà không cọc. Còn đối với dòng máy dầu thì bà con phải cọc ha. Nó không cọc mình không bán bà con được đâu, bởi vì nó nặng lắm. Nó bán bà con về mà tiền ship nó cao. Đó, nên bán bà con về bà con coi kỹ trong list cho mình, nếu mà không nhận máy thì mình lỗ rất là nhiều nên mình không. Mình đã bán rẻ rồi mà bán lỗ thì nói chung mình không bán được ha. Đó, đối với dòng máy nhỏ này thì mình bao ship tận nhà cho bà con, không cần cọc, bà con cứ vô đặt hàng thì mình sẽ gửi tặng nhà cho bà con mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn ha. Đặc biệt là mình gửi cho bà kèm cho bà con, tặng kèm cho bà con mình một chai nhớt và một tiếp mở bugi xịn ha. Đó, hàng chất lượng cao ha. Thì con này là không có xăng có nhớt nên nó là mình không có test nổ cho bà con được ha. Mình bao nổ cho bà con, bà con về bà con cứ đổ xăng đổ nhớt vô kiểm tra đàng hoàng ha. Mình kiểm tra trước khi mình nhận máy nha bà con. Đó, thì nói chung ra là cũng lấy hàng cho bà con coi luôn. Là mình tặng kèm cho bà con có một chai nhớt nè ha. Một chai nhớt và một tiếng mở mua ghi lỗi xịn nè ha. Đó, một lỗi nó cũng tặng kèm theo cho bà con ha. Nó nói chung ra là cũng tặng kèm theo cho bà con, nhưng trong nó đã có cái bộ của nó ghi nữa bà con. Đó rồi. Thì bây giờ là mình sẽ giới thiệu cái bằng này cho bà con mình ha. Con này là mình lên cái mã số cho bà con bữa nay nói chung ra là lên máy thì nói chung ra là vừa giới thiệu máy mà vừa lên máy cho bà con mình, nhưng ở đây nó còn thiếu hai mẫu là hiện tại chiều nay nó mới về tới nên mình sáng nay mình gấp quay bữa nay quay hơi nhiều của bà con. Bởi vì mình bán rất là nhiều máy nên quay hơi nhiều nó, nên mình mới quay gấp cho bà con mình coi trước ha. Đó, con này là Osaka, con này là cốt thẳng tua nhanh ha. Bà con về kéo nén xịt thuốc, chạy xuồng, chạy sông, nhân lưới, cắm câu, đặt lời gì, bà con mình sử dụng máy đậm bọng gì rất là ok ha.
Nó con này bữa nay thì mình lên cái mã số, nó lên cái mã số, con này là mã số 1 nè ha. Con này hiện tại cốt thẳng tua nhanh thì mình bán cho bà con là giá 1,6 triệu bao ship tận nhà ha. Đó, cốt thẳng tua nhanh là 1,6 triệu bao ship tận nhà. Nó thì bây giờ mình giới thiệu thêm luôn. Nó thêm một con nữa, con Osaka giống như ban gì. Đó, nó cũng là hàng này loại này luôn nha bà con. Mà nhưng nó cốt chiền tua chậm. Đó, cốt chiền tua chậm thì mình đang bán cái giá là 2,3 triệu ha. Đó, cốt chiền tua chậm là giá 2,3 triệu. Đó, rồi. Tiếp theo. Đây. Rồi, tiếp theo mình lên cho bà con một cái con đó là Osaka. Con này là 7.5 HP ha. Đó, 7.5 HP mà bà trong cái này là GX 200 6.5 HP ha. Bà con thấy kỹ, mình chỉ kỹ rõ cho bà con. Cái con này nó nó con này á, là mình giới thiệu kỹ cho bà con này Osaka GX 200 6.5 HP ha. Con này không phải là 6.5, con này là 7.5 ha. 7.5 mà nhưng do công ty mình xét đem cái bỏ thì nó kỳ ha. Mà nhưng công ty á, cái công ty Osaka này nè, nó nói chung ra thì bằng ăn mà bà con, ai cũng có một cái tánh lương lẹo của bà con. Cái đó mình nói chung là thiệt, lương lẹo thiệt bà con. Công ty mà con tới công ty nó còn lương lẹo nữa, là lương lẹo sao mình nói thiệt cho bà con nghe ha. Cái này là mình kể thiệt, là tại sao mình hỏi á, là anh bán máy 6.5, anh bán 7.5 mà cái tem nó cũng vẫn là 6.5 là sao. Đó, mình mới hỏi thiệt. Hỏi thiệt thì công ty nó nói á, khi đăng ký thế á, thì ảnh chỉ đăng ký thế 6.5 thôi, ảnh không đăng ký thế 7.5 bà con. Nó cái dạng như là đăng ký thế máy nhỏ này nè, đặng đóng tiền thế nó nhẹ bà con, đặng cho cái giá thành nó rẻ. Chứ thật chất con này là 7.5 nha bà con. Dòng 7.5 thì nó sẽ khác hơn cái dòng 6.5, là nó có bá xăng ha. Nó có bá xăng ở trên này ha. Nó chứ thật chất cả bà con muốn lên tem 7.5 thì lên tem 7.5 bình thường cho bà con thôi. Nhưng cái này mình chỉ rất kỹ để thôi bà con mình về nói sao mà anh bán tôi cái máy tôi 7.5 mà cái trong máy nó dán tem 6.5 là không đúng nha. Cái máy này mình bao cho bà con là 7.5, nếu bà con gỡ nồng bút tông bạc ra, mà nếu không phải 6.5 thì một bình thường cho bà con hai ha. Nó bây giờ con yên tâm ha. Cái 7.5 này nó khác hơn cái 6.5 này, nó quá xăng. Nó có quá xăng cho bình xăng này ha. Đó, cũng là hãng Osaka ha, chuyên gia điện máy ha. Nó thùng xăng của nó là thùng xăng vuông ha. Thùng xăng vuông, nó mép bên đây, nó vuông dứt luôn ha. Đó. Osaka chuyên gia điện máy nè, lốc số xe ghi đàng hoàng này ha. Đó. Thằng Osaka 7.5 thì nó sẽ khác hơn 6.5 là nó sẽ đóng bên da bằng chữ nổi. Ha, chữ nổi nè. Đó, cũng là cốt thẳng tua nhanh luôn nha bà con. Đó, cũng bô lửa là bô đen gam bóng luôn ha. Bô đen gam bóng ở trên là chụp bô đi nóc là hoàn ha. Máy này rất là đẹp, hàng rất là chất lượng. Osaka chữ nổi ha. Nó số xe ghi trên bình xăng vẫn có bình thường ha. Lốc dày dặn trắng đẹp, đồ rất là chắc chắn. Đó, bô lửa bô e là bô e zin luôn. Là bô e tốt đó nha bà con. Đó, Osaka con này là 7.5 HP nha bà con. Đó, 7.5 nha, nhưng tem là dán 6.5 ha. Thì nãy mình đã giải thích cho bà con rồi đó. Hàng này là 7.5. Đó, con Osaka ở này á, thì mình có hai loại, một loại là cốt thẳng tua nhanh và một loại là cốt chiền tua chậm ha. Mình báo giá cho bà con hai cái luôn, cho bà con mình muốn mua cái dòng nào thì cứ đặt liên hệ ha. Đó, con Osaka này á, thì đối với dòng máy này thì mình bảo hành cho bà con mình là 6 tháng luôn ha. Đó, bảo hành 6 tháng. Con này là mã số 2 nè. Con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 1,8 triệu. Đó, 1,8 triệu. Còn thằng con này là cốt thẳng tua nhanh ha, là giá 1,8 triệu. Còn con cốt chiền tua chậm là giá 2,5 triệu nha bà con. Đó, mình báo giá cho bà con luôn, 7.5. 7.5 cốt thẳng tua nhanh thì giá 1,8 triệu, 7.5 cốt chiền tua chậm là giá 2,5 triệu. Đó. Mấy cái dòng máy này máy mới nên mình không có quay mình không có ấy nha bà con, mình không có mà không có có test nổ cho bà con ha. Rồi. Bây giờ là mình ginh cái này ra đây bà con ơi. Cái này bây giờ cái dòng máy này nó hơi nặng nên là ginh lên xuống dưới là quải quá. Đó, bây giờ mình sẽ quay cái này cho bà con mình ha. Con này á là nó tiếp theo mình lên cho bà con một cái con 173. Thằng này nó có hai đời nha bà con. Một đời của nó là 170. 170 thì nó rẻ hơn 173 ha. 170 rẻ hơn 173 rất là nhiều. Nó con này là Osaka chuyên gia điện máy nè. Con này đóng trên này 5.5 HP. Nói chung ra 5.5, 6.5, 6.5 là thường xuyên bà con, không bao giờ nó có mà cái vụ mà 13 HP hay là 89 HP nó không có đâu. Còn nó toàn là đóng cái tem này không nghe. Đó, thì nãy mình giải thích cho bà con rồi đó. Con này là động cơ dầu ha. Đó, động cơ dầu. Động cơ dầu mà thường thường bà con mình ưa mua máy mà vô hỏi á, dòng máy L60, L70 rồi đó, thì đây là L70 ha. Đây là L70. Đó, L70 máy dầu ha. Đó, L70 máy dầu. Đó, bà con thấy không? Nó là động cơ L70 máy dầu ha. Nó chạy á, là giật á, bà con mình muốn giật là bà con mình đè cái còi này xuống ha, còi đỏ cho nè, đè xuống rồi cầm nắm cái này giật, tự động nó sẽ bẻ còi lên lên đó ha. Đó,
nó động cơ dầu ha. Đây là nó chạy cái chuột bu hơi lớn nè ha, L70. Đó, bu lửa của nó rất là ok nha bà con, rất là dày dặn, rất là chắc chắn ha. Đó, ốc ác con nào con nấy vàng thật ha, mới mặt. Đây nó có một cái này là để gắn vô cái bu nó nè nha bà con. Này gắn vô cái bu nè ha. Cái này gắn vô cái bu mình muốn quay đâu quay nè, hay là muốn cho thẳng thì thẳng, muốn quay đâu quay ha. Đó, chạy bét theo dầu đàng hoàng ha. Đó, L70 nè. Đó, L70. Đó, động cơ dầu nha bà con. Đó, dòng cơ Osaka này chất lượng dữ lắm nha bà con. Nó được công nhận chuyên gia điện máy thì bà con cũng đã biết rồi đó. Số xe ghi đàng hoàng ha. 7324 nè, số xe ghi dưới nè ha. Đó, máy hàng chất lượng cao ha. Đó, đồ đạc của nó rất là dày dặn theo dầu, bét dầu, bơm đồ rất là ok ha. Hàng này thì xài rất là ok. Đó, đặc biệt bà con này cái động cơ giật nha bà con. Đó, chạy giật bôn nè ha. Đó, động cơ dầu L70. Thì bà con nào mua hổm đòi bà con nào mua hổm có hỏi mình cái dòng động cơ 70 bể đồ đó. Nó L70 thì bữa nay mình lên cho bà con cái dòng 70 là máy mới này ha. Đó rồi. Con này thì nói chung là chưa dầu chưa nhớt gì ha, thì bà con có về mới cứ dầu nhớt test nổ vô. Rồi tiếp theo mình lên cái con này, cái mã số con này cho bà con mình luôn. Con này là mã số 3 nè. Con này hiện tại mình đang bán cái giá là 4.800.000. Đó, cái này là mình đã bao ship tận nhà cho bà con mình đấy ha. Đó, giá này là bao ship tận nhà cho bà con mình luôn rồi đó. Mình đang báo giá cái ông nào là bao ship tận nhà hết, bởi vì bà con tặng kèm cho bà con một chai nhớt hết ha. Đó, trên về trên lóc máy, trên đảo nắp pilap nó sẽ đóng là 173F. Nó DT không số xe ghi đàng hoàng ha. Dòng chất lượng thì nó sẽ có số xe ghi, có tem mặt đầy đủ nha bà con. Đó, vậy bà con mua cái dòng máy thì yên tâm. Nói chung ra cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là máy nổ của máy Tân Bình đó là đại lý phân phối của Osaka. Đó, nên cái giá thành nó rất là rẻ trên thị trường nên bà con cứ yên tâm ha. Đó, rồi tiếp theo là cái dòng này nó gọn nhẹ hơn, nó cũng là 173 ha. Nó cũng là 173 Osaka này ha, 173 cũng vẫn là 5.5 HP ha. Áo màu đen, neo đen ha, bô lửa đàng hoàng ha. Đó. Đó, bình xăng, cái dòng đời máy này thì nó giống hệt như cái dòng đời máy xăng. Nó là động cơ, nó là hình thức là máy xăng mà nhưng động cơ chạy dầu ha. Đó, ốc nát của nó bà con thấy không? Rất đẹp hơn. Đây nó gắn bu ly cho mình luôn nè. Cốt con này là cốt 20. Bà con lấy bu ly thì không lấy thì mình gỡ ra cho bà con mình ha. Đó, đây. Ốc ác là vàng thực hết trơn ha, nó làm rất là kỹ nè bà con. Ốc ác của nó rất là dày dặn ha. Có lược dầu đàng hoàng ha. Đó, con này thì còn nhẹ hơn 173 hồi nãy. 173 nãy là con dòng máy lốc đứng. Đó, còn cái thằng này đó là L70. Còn thằng này cũng là L70 mà lốc nằm ha. Đó, nó là lốc nằm. Ốc ác ha, cũng vẫn là bẻ cò lên ha. Test nổ ha. Đó, con này thì còn nhẹ hơn. Con này giống như băng mình, tức là máy xăng luôn. Bà con mua cái máy xăng xài sao thì nó chạy vậy ha. Đặc biệt con này rất là mạnh, siêu tiết kiệm dầu ha. Động cơ dầu thì mạnh với siêu tiết kiệm nhiên liệu là nó đứng đầu ha. Đó, đồ đạc con này rất là nghiêm chỉnh. Đó, rồi. Con này thì mình lên cái mã số cho bà con mình luôn. Đó, con này là mã số 4 nè. Đó, con này hiện tại là mình đang bán cho bà con cái giá là 3.800.000. Đó, bao ship tận nhà luôn ha. Đó, dòng động cơ chạy dầu. Bỏm giờ bà con mình hỏi động cơ chạy dầu nhiều quá. Thì bữa nay mình lên cái dàn động cơ chạy dầu cho bà con mình ha. Đó, hai cái đầu máy dầu. Rồi mình tới hàng máy chính luôn. Rồi tiếp theo là mình lên cho bà con một cái con là Yamamoto 6.5, cũng hãng Osaka nha bà con. Đó, Yamamoto của hãng Osaka ha, 6.5 HP. Áo yếm đồ đạc của nó rất dày dặn ha. Đó, mình chỉ mấy cái điểm mà hay của nó nè. Đây. Đó, lốc đẹp ha. Nó có cặm bí nhớt luôn này ha. Đó, bơm hút này ha, khung rất là đẹp ha. Đó, bơm hút của con này là bơm hút 60 xả 60 ha. Rất là chất lượng, hàng chất lượng cao. Có OHV ha. Đó, trên mình xăng sẽ có số xe ghi màu đen chạy qua đây nè, cha băng nào hoàng ha. Bu lửa là bu đen gam bóng. Nó chụp bu ngoài là chụp bu bằng inox ha. Đó. Đồ của nó rất là dày dặn. Đó, Yamamoto. Hàng chất lượng nha bà con. Đó, rồi. Con này là bơm khung tưới nước ha. Đó, mình quay cho bà con coi. Đó, đồ đạc rất là êm, hàng máy mới. Rồi, mình lên cái mã số con này ha. Cái con này thì máy mới mà bà con cứ kêu có cần gì đâu mà phải test bọng gì đâu ha. Nó cứ giật cái chạy thì máy mới thì đồ đạc nó mới hết trơn, đâu cần gì đâu, quay cho kỹ ha. Nói chung quay sơ lược cho bà con thôi. Yamamoto 65 HP GX200. Đó, con này là con mã số 5. Con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 2.200.000 ha. Rồi tiếp theo là bỏm gài bà con mình hỏi á, máy nổi từ bãi Thanh Bình là có nè, máy bơm hút tưới nước mà động cơ chạy dầu. Thì đây ha, bà con muốn dòng nước mạnh, nước nhanh, tiết kiệm nhiên liệu mà chạy bền, chạy mạnh, nó tốt chất lượng thì đây. Đó, Osaka 173 ha, hàng này rất là chất lượng, hàng này động cơ chạy dầu nghe bà con. Đó, động cơ chạy dầu ha, nó chứ không phải là chạy xăng ha, nó là đầu giống như hình thức là máy xăng mà nhưng nó động cơ chạy dầu. Đây có ga là bọng hoàng ha. Đó, Osaka có hàng bách kẹp đầy đủ ha, lốc rất là đẹp ha.
đây bà con thấy lốc không ha, lốc đóng số 01 đằng bằng số xe ghi kiểm định, nó máy đó qua kiểm định thì nó sẽ có số xe ghi số lốc này đầy đủ hết trơn ha. Nó là nó DTF 573 nè, đặc biệt con này là hút 90 ha, hút 90 xả 90, lưu lượng lít của nó là 1200 ha, nó lưu lượng lít của nó là 1200, nó 1200 lít phút các bà con, nó rất là mau ha. Đó bà con sử dụng dòng cái dầu thì ở đây đây nó sẽ có một cục lượt dầu luôn ha, lượt dầu lượt chặn gác chặn nước cho bà con mình luôn nè ha, hàng chất lượng đây, heo dầu bét dầu ha, cò bọng đầy đủ ha. Đó mình giật thì mình bẻ cái nhớ dùm cho máy nổi cho phải Thanh Bình, nó là bẻ cái cò này xuống đó, rồi cầm trong dây giật nó giật tự động cái cò này nhảy lên nó chạy lên đó nghe bà con nó ha. Đó đây bô e bô lửa đầy đủ ha, giống như bao nhiêu máy xăng luôn. Thêm một cái nữa là cái bà con giật, cái bà con nhớ dùm cho máy nổi cho phải Thanh Bình là mình lên ga này mình phá ga lại ha, chứ đừng có buông ga ra nha, buông ga ra chân là nó sẽ tắt, nó không bơm ha. Mình nhớ máy dầu thì mình nào nổ ra chừng nào mình lên ga bằng nghe quay nó bơm thì mình giật nó chạy ha. Con này là hút 90 xả 90, lưu lượng lít là 1200 ha, bền mạnh tiết kiệm nhiên liệu là đây ha. Đó động cơ dầu nè, thì con này á, hiện tại cái mã số của nó là mã số 6, nó mã số 6 con này hiện tại á, là mình đang báo cho bà con là giá 4.500.000 đó. Còn nếu mà đại lý nào mà muốn lấy hàng này về bán thì cứ liên hệ trực tiếp với máy nổi chị Bãi Thanh Bình qua số điện thoại là 0944464963 đó, mình sẽ ship tận nhà cho bà con mình luôn. Số lượng đạt số lượng từ 5 con trở lên thì máy nổi chị Bãi Thanh Bình sẽ bỏ giá sỉ cho bà con mình ha, đó bỏ giá sỉ cho bà con mình luôn. Đó đây con này là mã số 6, con này là bơm hút tưới nước, nó màu cam rất là đẹp ha. Con này là giá 4.500.000 đó. Thì bữa nay á, là máy nổi chị Bãi Thanh Bình về rất là nhiều dòng máy cho bà con mình ha. Đây động cơ dầu, động cơ, nói chung là mình chuyên bán về dòng máy Osaka, nó Osaka như Osaka máy mới của công ty hàng Đài Loan nhập khẩu ha. Đó thì bây giờ thì mình hôm nay mời cho bà con coi đó, lên mẫu nào mới về thì mình sẽ lên cho bà con mình tham khảo liền ha. Đó đặc biệt là bà con muốn cần sử dụng cái dòng máy nào thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại là 0944464963 ha. Đặc biệt cái dòng máy Osaka này thì mình có bỏ giá sỉ cho bà con mình. Đó bà con nào có cần sử dụng lấy sỉ thì cứ liên hệ với mình ha. Đó rồi máy nổi Nhật Bãi Thanh Bình xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con trong cái live sau nha bà con.